Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, có một thông tin một phụ nữ ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mất liên lạc với người thân hơn 3 tháng nay. Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, kết quả kiểm tra ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Theo công an thành phố Pleiku, đơn vị không ra quyết định truy tìm nạn nhân do kết quả kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, công an thành phố Pleiku có thông báo trường hợp người mất tích đến các đơn vị cấp xã, phường để nắm thông tin, đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan cấp trên. Trước đó, công an thành phố Pleiku tiếp nhận trình báo từ bà Trần Thị Đồng Ngụ phường Trà Bá, thành phố Pleiku, bà đồng báo cháu gọi bà bằng dì ruột là chị Lý Thị Như, 39 tuổi, tên thường gọi là Quỳnh, ngụ xã Diên Phú, thành phố Pleiku bị mất tích. Qua trao đổi thông tin, bà Trần Thị Đồng xác nhận bà là người đi báo tin cháu bà là Lý Thị Như bị mất tích. Theo bà Đồng, người thân mất liên lạc với Như hơn 3 tháng nay và không rõ đang ở đâu. Cũng theo bà Đồng, như không có anh em ruột nào khác, không có cha mẹ đã mất và đã ly hôn chồng, có con học lớp 8 nhiều năm nay như sống như vợ chồng với ông LTT, ngụ ở thành phố Pleiku. Bà Đồng kể, trước thời điểm mất tích giữa Như và ông LTT có nảy sinh mâu thuẫn, Như bị ông T tát tai. Sau đó, ông T nói như bỏ nhà đi, còn đi đâu, đi khi nào thì không biết. Cũng theo bà Đồng, ban đầu người nhà nghĩ vợ chồng giận nhau, đi vài hôm sẽ về nên không tìm kiếm. Tuy nhiên, sau thời gian dài, không ai liên lạc được với Như nên lo lắng có chuyện không may bà đồng cho biết thêm người thân tìm mọi cách để liên lạc với như qua điện thoại mạng xã hội nhưng đều không được